Xin được chúc mừng tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Hát Hà Nẵng. Hiện tại kênh đang đứng ngay ngã ba giao nhau giữa đường Hồ Xuân Hương và đường Khuê Mỹ Đông 1, trung tâm quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Khu vực toàn là khách sạn và tòa cao ốc thôi quý cô chú anh chị ạ. Nếu như quý cô chú anh chị đang có dòng tiền hơn 9 tỷ một xíu và đang mong muốn sở hữu một bất động sản tại trung tâm quận Ngũ Hành Sơn, cách điểm Mỹ Khê khoảng 1 km, cách cầu Rồng khoảng 3 km, cách khu An Thượng Phố Tây khoảng 1,2 km, thì video ngày hôm nay kênh xin review giới thiệu đến cho tất cả quý cô chú anh chị và các bạn một ngôi đất nằm trên mặt tiền Khuê Mỹ Đông 5 để gửi đến cho tất cả quý cô chú anh chị và các bạn tham khảo ạ. Để xem lô đất này có điểm gì nổi bật, khu dân cư ở ra làm sao, vị trí như thế nào, xin mời tất cả quý cô chú anh chị và các bạn xem đất thực tế. Từ vị trí này thì cách biển Mỹ Khê khoảng 1 km, cách khu phố Tây khoảng 1,2 km, cách cầu Rồng 3 km. Từ vị trí đất thì cách đường Hồ Xuân Hương khoảng 200 m thôi quý cô chú anh chị ạ. Xin mời tất cả quý cô chú anh chị và các bạn xem đất thực tế. Khu vực còn là cao ốc của khách sạn. Phía trước màn hình đây là đường Khuê Mỹ Đông 5 đây quý cô chú anh chị ạ, khu phố Tây. Đường Khuê Mỹ Đông 5 là đường quy hoạch 5,5 lề 3 m, thông thoáng sạch đẹp. Khu đông dân cư toàn là cao ốc, biệt thự, khách sạn. Khu dân trí cao. Phía trước màn hình đây là lô đất đang chào bán đây quý cô chú anh chị ạ. Lô đất này có tổng diện tích là 175 m², chiều ngang 10 m, chiều dài 17,5 m, pháp lý sổ hồng riêng chính chủ, sẵn thẻ mua bán giao dịch trong ngày. Đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Từ vị trí đất thì cách biển Mỹ Khê khoảng 1,2 km, cách khu An Thượng khoảng 1,5 km, cách cầu Rồng khoảng 3 km, cách trung tâm hành chính quận khoảng 2 km. Trong vòng bán kính 500 m trở lại thì có rất là nhiều tiện ích như là trường học, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện và một số khu trung tâm giải trí bậc nhất nhì Đà Nẵng. Một lô đất nằm trên mặt tiền đường Khuê Mỹ Đông 5, đường 5,5 m lề 3 m, thông thoáng sạch đẹp. Diện tích đất là 175 m², chiều ngang 10 m, rất thuận lợi xây căn hộ, khách sạn, biệt thự. Hiện tại lô đất này đang chào bán với giá là 9 tỷ 100 triệu đồng, gặp trực tiếp chủ nhà thương lượng mạnh mẽ. Quý cô chú anh chị quan tâm mua đầu tư, mua ở hay giới thiệu bạn bè người thân thì hãy liên hệ tiếp qua số điện thoại. Tiện tay quý cô chú anh chị hãy cho một con like và kéo xuống đăng ký kênh để nhận thông tin nhà đất một cách nhanh chóng chính xác nhất. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.